Quý vị ơi, hôm nay tò te nghỉ bán hả? Nghỉ một bữa. Bán ớ mới nghỉ hả? Ê, qua nghỉ một bữa cho nó khỏe. Cái máy nghe kênh hư sao không sửa vậy? Hả? Hư. Trời ơi, cái nhà như cái kho vậy trời, tối ông ngủ giỏng đây hả? Ừ. Còn bà bác ngủ trên? Ngủ trên. Buồn quá leo lên. Buồn quá leo lên hả? Ừ. Leo lên làm cái gì? Cạo gió. Cạo gió hả? Bệnh tối nè. Sao qua quanh năm suốt tháng mày tin không? Vợ tao vậy đó mày. Vậy hả? Sao thế? Thấy bả làm quằn quại giỏi lắm mà bệnh gì? Không, không. Mà nó ra ngay cái này nè. Dạ. Bữa nào cũng mượn người ta cạo hết á. Còn không mượn được thì kêu tao. Đó, tao kêu cắt đi cái máu cứ cạo hoài nó đâu có ra được. Dạ đúng cứ rồi. Thôi. Đây là cái xe máy trái cây của ổng để trong nhà này như thế này nè quý vị. Rồi tối ông bác ngủ cái giỏng. Và buồn buồn thì 12 giờ đêm là ông leo lên gác với bà bác. Gạo gió. Gạo gió, chát hơi, mát xe bùm bùm. Ủa ông làm gì mà làm gì mấy cái da nhựa hồng hồng vậy? Sợ nó lăn tuột xuống hay sao? Hả? Đây nè, mấy dây nè. Đồ đó hồi con chồng rồi đó mình làm nó được rớt đồ cái đấy bỏ mua khác đi chứ còn sửa mấy cái kênh gì nữa sao nhanh hư vậy trời nó mà... gì nè mày lại mày coi nè nó bị gì đây nè bắt ra ha hay là nó hết pin rồi nó bật lên cho nó tốt vậy là nó bị hư á tao mới mua cục pin nè 50 ngàn vậy hả ừ. Phải đi sửa chứ không phải hết pin đâu mấy cái máy đó nhanh hư lắm có 200 mấy ngàn cái à nhanh hư lắm ở gần đây có bán hả có thì con cũng mua máy đó nhanh hư lắm mua cho mấy người rồi nó xài có thời gian hư liền à vậy sao dạ nhanh hư lắm ồ vậy là nó tới mù rồi nó hả gì rồi phải đi sửa trời trời cái này mày sửa gì tao sửa còn được nữa sửa không được sao sửa rồi sửa được thôi chứ bộ đồ tao sửa không đó mà mấy cái này sao mà tao ví được bên này bị nó có cái vụ gửi về trang trọng nó sửa trời ơi cái này cũng mua dục mẹ nó mua cái khác rồi cái đó nhanh hơn lắm ừ. Cái nhà đó xưa có mạnh thường quân trả tiền rồi nè giờ tới gần qua tết mới đóng lại luôn á quý vị để coi tủ thằng... ủa tủ lạnh không xài hay sao mà có nhóc lắm chứ vậy hả để coi có bỏ gì ăn kỹ càng gì nữa không rồi toàn là đá không vậy ừ. Tủ lạnh không bỏ đá không vậy đó làm cà phê đó sợ luôn á hình như bà bác ghiền cà phê hả trời nó ghiền cà phê hơn ghiền ông bác luôn ghiền hơn bữa nay ông nghỉ một bữa xả hơi quý vị ơi tính phải tao mua nữa gối rồi trời ơi bữa giờ không có duyên giải cứu hay sao mấy lần rồi đó ủa, mua ủng hộ của chị Yên bên Đài Loan mà Sony bởi vì nó ca hay phải mà nè. Sony giả đó ông ơi cái Sony thiệt nào nó mà nó đi làm mấy nghe kinh ừ? Giả đó giả mà vậy đó hả với Sony thiệt nó có đâu có bán mấy nghe kinh đâu hay là ông bác bán với số đi ông bác đâu không được đâu cái cơn khùng tôi lên tôi bán nhiêu biết nhiêu đâu lấy hết không hay đưa qua tay đếm rồi tao hồi nó đưa lại tao tao không biết tao bao nhiêu tờ đó bị cái đầu bây giờ chưa có được thẳng nữa 10 thì nó đỡ được 6-7 được cũng đỡ rồi ở cùng tao nãy tao nhắn dù như thế nào nó cũng người ơn tao nhấn cái thằng bán ra ấy cam đó ừ, dạ hai chồng nó có lợi đây làm gì nó bán cam bán gì cho mấy đứa à bán cam cho cái chị kia đó hả ừ.
Rồi gặp bác sao? Cái nhắn nó nói kêu nó lại chơi hoặc là cái nọ chứ đừng bỏ tao. Bởi vì cái gì nó cũng người ơn của tao. Tao nói thì nó biết rồi đó. Người ơn là suốt đời cũng. Chứ sao hồi xưa ông nói chuyện ghê lắm mà nói vợ chồng bán cam bán giá cao rồi tùm lum tà la. Đâu phải, cái đó là mình giao thiệp thôi. Chứ tôi đâu có thân thiết với hai đứa nó, cái nào mình nói thiệt có trên này. Dạ. Thân thiết thì không thân thiết nhưng mà cũng quen thuộc thôi, đúng không? Dạ. Còn cái người ơn là khác. Còn như cái đây là cũng như sớm nghiền đi, hay là hoặc tình nghĩa anh em này kia nọ, cái chuyện bận ăn thôi. Chứ bây giờ như mình nói cái chuyện bất cứ cái chuyện gì của họ mình đâu biết đâu. Dạ. Phải không? Ý là con nói ông bác nè, cam thì cũng tùy loại, tiền nào của đó thôi. Ừ. Mình chịu thì mua, không chịu thì thôi. Đúng rồi, chịu thì mua, không chịu thôi chứ có ai đâu. Đúng vậy đó. Mình không còn hợp tác làm ăn nữa thì mình vẫn là gặp anh em. Anh em bạn bè gặp nói chuyện bình thường. Nó lợi tao cũng tiếp đón đàng hoàng. Chứ mình đâu có bỏ anh em vậy. Nhưng mà sao hồi xưa mạnh miệng quá vậy? Hồi xưa bác nói chuyện mạnh miệng lắm. Mạnh miệng là như thế này, bởi vì cái chuyện đó mình đâu có tin tưởng những người mình nói thẳng bây giờ cũng vậy phải không? Dạ. Cái chuyện bước ra chợ trời rồi là buôn bán thì cái đó không ai tin với nhau rồi. Sự thật vậy phải không? Mình tin mình mới làm ăn chung được, không tin không sao tin làm mà ăn. Tin nhưng mà nó chắc ăn trăm trăm không bao giờ tin. Bởi vì chuyện buôn bán mà. Cái người buôn bán nó khác hơn mình rồi. Ông bỏ đi ông ơi, mua mấy cái kênh khác đi. Sửa chứ ông biết sửa đâu, gửi cho Trân Trọng sửa. Nó bị hư cái mạch gì bên trong chứ đâu phải hư binh đâu. Nó hư bên cái này nè, chứ không có sửa tới giống gì nữa. Ông vui nè, ông khám phá bên trong nó có. Tao lấy cái lo tao câu micro tao ca luôn nữa mày tin không. Cái lo mình á, dạ. Tao biết đó, nó có bộ bluetooth mà. Mà cái này tao chạy, tao không biết. Vậy hả? Ừ. Cái lộ lại vô hồi trước đó. Ờ tao là dân phát thấy mà. Vẫn còn đeo dây chuyền bự ta. Đâu cái đó mà. Mày còn đùi chứ có mặt danh địch không? Ừ. Có, ủa con đùi mà con đeo danh địch luôn hả? Bởi vì tao nói mà gánh nước mà không ấy nó đi không được đó. Đâu danh địch đâu cho con có nó bự cỡ nào. Sao kỳ vậy? Đeo mặt con đùi mà đeo danh địch chạy. Ờ, đâu bởi vì mình ở trong nhà mà. Trời ơi. Ấy quần đùi nó đâu có lỏng đâu. Không phải, cái bình an nó đeo nặng quen trời rồi. À, nói gì mày hiểu không? Cái bình an này không có quá chịu quen quý vị, không có chịu quen. Không quen. Cái đó sự thật vậy đó. Còn nếu như con đeo chứ con chịu không nổi. Mày chịu không nổi mày đeo ngày mày sợ luôn rồi, cái đó bắt buộc mày rồi. Còn cái này nó đã quen rồi. Còn không mấy nó nhột nhạt hai bên đây dữ lắm. Dạ. Giống như là cái gì đâu mình không có nói được. Vì có ai đâu không biết mà hiểu con được cái chuyện đó. Nó nhột nhạt kỳ khó lắm. Cũng như mỗi lần máu nó ít chạy ngay đây. Dạ. Rồi cho hồi mà vui ra nó chạy thoải mái vậy thì. Cũng như bữa ông nói xả nhớt cho khỏe nữa hả? Ừ. Cái nào mình nói thì nói y gan, mình nói chơi nó bậy chứ thiệt nó. Cái nó cũng cái người mà ấy đó là bệnh đó. Vậy hả? Ừ. Tồn quá bệnh hả? Mày tin không? Mình cứ ở giá nhiều năm đi. Ủa nó sanh bệnh, sanh dịch rồi luôn á. Vậy hả? Ừ. Cái đó là sự thật. Khi mình đi xứ này xứ nọ, mình nói những người nó ngay cho. Dân có trí thức cũng có, mà dân dốt nát cũng có, mà nhất là mấy người dốt nát. Nhiều khi thô mà thiệt đúng không? Ờ, nói thiệt tình luôn. Như người Khmer La Việt Nam rồi đó, đó là chơi xả lá. Hư luôn rồi ông ơi. Thôi, nội ba cái này không à. Hôm nay nghỉ vợ nuôi. Thích quá trời. Ủa vậy bữa qua còn mấy ký nhãn đó bán không hết luôn hả? Đâu đó đem vô luôn chứ bán gì. Đem vô luôn có hả? Món một hả? Đứng ngồi hoài thế. Để sao không biểu chị nghe mua luôn? Đồng qua lỡ cỡ cái nào có mua. Tại
thấy mất tiền quá hả? Mười mấy ngàn còn còn mua hết chứ không? Tí tới ba mấy ngàn lần. Gấp đôi lần mà. Gấp đôi gấp ba không? Cứu nổ. Đó trời cứu mà. Nghe nói cô bán cơm mua hả? Cô bán cơm mua nhãn hả? Đâu có. Đem về đây nè, rồi vợ cho nó lấy nó ăn. Cái giỏng đó ông mua nhiêu tiền vậy? Ai mua cho ông hay là ông mua? Đâu có. Xã hội mới lên người ta coi trên tin. Người ta kêu tôi lại người cho. Ai cho? Không có nói sao. Vậy hả? Mấy người buôn bán. Dẫm ra ngủ cũng được ha. Đi vô nói đừng nói gì. Đừng nói gì. Cứ vô thì để ngay đó. Cứ lợi vô khách đi về. Dạ. Yeah. Để trong cái đỏ đỏ cái. Dạ. Yeah. Nguyên ấy. Hồi người ta hỏi cái gì. Cái dẫm này xếp lại được không? Xếp nè. Xếp sao? Ủa xếp nè. Ủa vậy hả? À. Ừ. Rồi 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 rồi. Nói cỡ mà phá nhà 2 triệu mấy à. Giảm ra hả? Ừ. Giảm ra mắc vậy hả? Đi lóc hay gì á. Vậy hả? Cỡ 2. Giảm ra giọng chứ giọng dịch lợi gì đó. Di lợi gì nè mắc nè. Cái ông đó nó cỡ 2 triệu mấy. Vậy hả? Ngủ êm lưng không bác? Hả? Ngủ êm lưng không? Cái giọng này thì không tốt. Nhưng mà inox cái chày inox này tốt đúng không? Ừ, cái đó tốt. Sao không mua cái giọng mới đi? Mua cái đây nè. Mua cái đây nè. Nó không hết luôn à. Còn cái đây là inox xịn rồi. Ừ. Hay là bữa nào gửi cái xe tập đây đấy. Nè. Để ngoài, để trong nhà chặt quá. Xếp lại gọn lắm. Rồi tối đi tiểu sao rồi, bả đi tiểu sao trời. Sao? Đâu có đường đi. Trời ơi, nhà cửa thì chắc đóng vậy đó. Thôi bỏ luôn đi. Cái xe cũng còn nè, tưởng đưa cho anh Trọng bán rồi. Nghe hay quá trời. Cũng quá. Sao còn xe đạp nữa không bác? Ông còn tài sản quá trời nè. Xe đặng mình chạy đi. Còn một chiếc xe đạp, một chiếc xe máy. Xe này nếu mà cỡ chừng cỡ 60 kg là ta chạy đi phát lên luôn. Vậy hả? Ừ. Tao làm tao cứ một chuyện nó phải làm 2-3 chuyện tao mới mất nó đầu mới làm nó chứ dễ. Bây giờ một là đi chạy mua quýt cũng được nè. Chạy đi về vòng vòng này nè. Còn mà không mình đi tắt từ thiện rồi kia. Không đa thì có 2 cái vỏ. Chết luôn rồi. Mà hư rồi bỏ đi. Ông sửa cũng được đâu, nó hư bên trong rồi. Cái máy nó nhanh hư lắm. Con mua cho mấy người rồi nó nhanh hư lắm. Mày mua giùm tao cái có 250 không? Tầm nó 250-300 gì đó. Mà mua loại khác đi. Mua loại tốt hả gì? Tốt hơn xíu. Mắc hơn phải không? Cho nó bền cái là nó 200, hình như con nhớ mua 250, 270 gì. Đổi tốt như vậy. Con không có biết. Ông có điện thoại, ông lấy điện thoại xài. Không, không có biết xài cái đó. Chơi cái này cũng khoái. Bây giờ mày cứ kệ đi, lấy y gì nè. Cái gì gì nè. Cái này nó rớt là nó dễ chạm lắm. Cái hút nó rớt rồi nè. Tại nó rẻ tiền á. Đâu rồi. Đây nè. Ông tháo hết ra ông sửa. Ở trên nó rớt cái cung xuống vậy nè. Rồi cái nó hư rồi tao sửa được. Không đợt này nó không hư mà tao sửa không được. Máy móc là kỳ quá. Chế ma tài. Hay không? Quá hay.
như gì đi mà nó thu ngộ hết ra. Thu ở đâu rồi nó để vô cũng hát nữa. Em nhà trọ chút ép ngủ cái gì. Ở dưới là ông một cái máy quạt, bà một cái máy quạt hả? Ừ. Nên là hai máy quạt luôn. Tháng ông với bà xài như tiền điện nước vậy? Nếu một đồng người thì 30. Vậy hả? 30.000 đồng. Tiền điện thì có nhiêu đó hả? Bà bác sao bữa nay bà bác cho ông bác nghỉ vậy? Tại vì mà Phúc nó có công chuyện rồi không có đi. Dạ. Rồi thử là kêu ông nghỉ bữa nay đi. Phúc nói thôi nghỉ bữa nay bác thì thôi ở đi. Để con cháu nó có công chuyện thì để nó nâng lại bữa đi rồi nó đi. Sáng nó qua cho hay sớm chứ. Dạ. Nó là 5:30 tới rồi đó. Chơi lắm nè. Nhưng ông bà không có điện thoại hả? Có cô Nga mua cho cái điện thoại rồi đó mà nó chưa có mà làm cái gì đó. Nó nói internet hả? Ừ, nó chưa. Mua cho ai, mua cho bà hay mua cho cô Nga cho mua cho bà bác. Vậy hả? Đẻ dữ vậy ta. Mua của thằng Trọng đó, thằng Trọng nó sửa bà ủng hộ tiếp đó. Trời ơi. Hôm qua bà mua cái bình bảnh lắm nha. Cho ủng qua ủng trà. À. Cái đồng nghiệp lắm nha, chẳng ăn được gì không. Cái này, dặn nghe nói gì vậy đó. Mà nó, thôi đi chạy đi chị, đừng nói nó nữa nè. Chứ thấy đồng nghiệp quá trời chị ơi. Chị đừng nghe. Nghe nói hoài, thấy bả có cái tâm ghê. Thấy bả có tâm ghê luôn. Này khách quá trời, quý vị ơi, đáng lẽ ngày hôm nay là mua 70 phần của nhóm chị Yên ở Đài Loan ủng hộ đó. Nhưng mà bữa nay thằng Mạnh nó đi Hà Nội chưa về. Để nó về nó phụ em với một mình em đi không có nổi. Nay quán cơm nó ngày thường cũng đông chứ đâu cần YouTuber quay là đông đâu nha cả nhà. Mạnh là ngày mai về hay là mốt về chị? Mai hả? Em nhắn nó em đặt mấy chục phần cơm, nó nói chủ nhật mới đi được, phát được. Nên là chủ nhật mới phát. Tại có nó đi với mình em đi cũng nổi. Ba mẹ thằng Sống đang làm món cơm rồi cả nha. Hấp cơm rồi. Ở chổng, ở chổng bưng ra nữa. Bán nó hình như bán buổi trưa nó đông hơn buổi tối hả? Giá từ 10 giờ đến 12 giờ là đông. Giờ bữa nào có cái điện thoại cũ chị nghe mua lại cho chồng đó xài coi được YouTube được rồi, có mạng coi được, tự coi được rồi. Tại trong khúc nó làm kìa. Coi gì coi nhớ cháu. Dạ. Nhỏ hoài, nhỏ đó nó khôn lắm, thương lắm. Khúc còn nổi nhà chứ ba đứa là có nên đó đó. Dạ. Bà bác này lộn với ổng vậy đó mà giận không có chịu ổng đâu. Sau này thấy ông bà thịnh lợi rồi là mới chịu ổng đó. Trời ơi bà bè. Bà mới tới 6 ông tới rồi. Nói thì có đời nào nó tốt không bà ơi. Nó nói vụ cháu ông kìa. Khánh ổng con đừng có nói ổng không biết nó chơi nó thiệt gì đâu. Tưởng đâu thiệt á, 2 triệu cũng chữ mà bác chết luôn đó à. Nói dụng nhớ cháu. Trời ơi, tôi sợ lắm. Ăn cái gì gọi nghe. Không ăn hả? Ủa, nấu canh nha. 60.000 bạc cá. Chưa có ăn nữa. Không ăn ra, ra. Nấu canh chua.
ông này ông ngắm bà bác á. Sao ông bác không ra chỗ kia bán mà giờ chị kia bán rồi? Ổng hả? Để ổng bán chậm, ổng quen rồi. Đây, đây người người ta ra đây là ta cũng ép cam đồ, còn ổng có ép gì được đâu, ổng bán trái cây chậm. Đây mà này thấy ổng bán được gì đâu. Giỏi vậy. Ép bữa có bán được 190, bữa 140. Lỗ luôn á. À, chậm nó chạy, nó chọt, để lại nó. Ông bán chậm là bán hai món thôi, lượng bán ba bốn món nhiều quá, lượng bán món mấy tiền, bán mười mấy 20 ngàn 25 ngàn được là bán nhiều quá. Phúc nó dặn rồi giá cao không chết, bán tầm 7 tầm 3 còn lỗ. Tiền bán hai bữa ông mua 35 ngàn mà bán 27 ngàn lỗ đó. Mà hỏi chứ nhãn Thái người ta ngon lắm, dài ngon ha, mấy tới tiền nào của nó đúng rồi, mà nhãn nó không bị hư, mấy nhãn kia nhanh hư lắm. Dạ. Có bụng. Ê, nói, con cháu nó lấy thì nó không biết, lấy gì đây bán ra được không được thôi đi. Đừng nói gì nha. Thì mua mắt thì bán mắt chứ sao mua mắt rồi giờ bán không dám bán mắt được. Ví dụ mua 35 thì bán 45. Bán tầm bậy rồi lỗ rồi các ông nhăn. Thì đúng rồi. Tiền nào của đó. Không biết gì trơn, mày ghi cái bảng gì đó để giá cho ổng đi. Không có biết gì đâu. Nó dặn rồi là quên rồi. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamin 790 ngàn một hũ, free ship toàn quốc. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Bình Định để mua nha. Dạ, uống thuốc đã đỡ đúng không? Đâu có quên cái thuốc này đâu, dễ gì quên, ăn cơm rồi là liền vô rồi đấu. Dạ.